Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây mình sẽ chia sẻ một chút xíu về vấn đề mình muốn truy cứu về các những cái tin tức của thế giới. Thì chúng ta trước mắt muốn vào những tin tức như BBC News hoặc là worldnews.com hoặc là vào những trang web của thế giới có tính chất nặng và bị ngăn cản bởi những cái những nước khác xâm nhập vào. Thì chúng ta phải dùng một cái phần mềm như thế này, gọi là phần mềm vượt tường lửa, là Ultrasoft phiên bản 19.02. thì chúng ta sẽ đọc được những cái dữ liệu tin tức của thế giới nhưng bị hạn chế. Chúng ta bấm vào nó sẽ hiện cái trang lên là không có chuẩn, không có tin tức gì cả. Thì sau đó thì mình có đọc được một bài của BBC News. Thì bài này thì cũng đã nói rất là nhiều và rất là lâu rồi, nhưng mình muốn tập tìm hiểu những cái phần tin tức của thế giới, cho nên đó mình cũng chia sẻ một cái trang tin như thế này. Thì được đăng, bài này được đăng vào ngày thứ tư, ngày 16 tháng 1 năm 2010. Thì trước đó thì có nhiều tin tức rất là sôi nổi về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em. Thì đây là một cái tiêu đề mà mình muốn chia sẻ đến ngày hôm nay. Thì đó, thì cái cuộc họp này là gồm có 24 giáo hoàng của Roma, của Ý. Thì mình đã dịch ra rồi, dịch hết ra bằng tiếng Việt rồi. Rất có nhiều rất cái tiêu đề rất là hay nha các bạn. Đó, ví dụ như các bạn vô trong cái trang web này nó không có hiển thị cái video này nữa, nhưng mà sẽ có một cái bài viết nằm ở đây nè, Redmond, là đọc những cái trang này, đọc cái trang này thì bấm vô cái này thì nó ra cái trang này đấy, thì nó ra cái trang này thì mình làm mình copy bỏ qua Google dịch thì nó sẽ dịch ra thôi, từ tiếng Anh dịch ra tiếng Việt, và cứ thế chúng ta chỉnh thì nó sẽ giới hạn tối đa là 5.000 chữ. Thì mình đã dịch xong rồi thì mình xin chia sẻ lại quý vị các bạn. Giáo hoàng lên án các giám mục Israel về lạm dụng tình dục trẻ em. Giáo hoàng Benedict thứ 16 đã lên tiếng chỉ trích các giám mục Công giáo La Mã Israel về việc xử lý các vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em. Ông lên án lạm dụng trẻ em bởi các linh mục là một tội ác tày trời, và nói rằng các giám mục Israel phải hành động để khôi phục uy tín đạo đức của giáo hội. Trong hai ngày họp tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã khiển trách các giám mục về sự thất bại trong nhiều năm để hành động hiệu quả. Một tuyên bố cho biết, năm ngoái, giáo hội Israel thừa nhận đã che đậy việc lạm dụng trong nhiều thập kỷ. Hai báo cáo do nhà nước đặt hàng tiết lộ tình trạng lạm dụng tràn lan ở nhiều cơ sở giáo dục dành cho trẻ em do Công giáo Israel điều hành, và việc các linh mục bị buộc tội lạm dụng đã được các giám mục chuyển đến các giáo xứ mới như thế nào. Các nhà điều tra phát hiện ra rằng các quan chức của giáo hội đã lập hồ sơ mật về hơn 100 linh mục giáo xứ bị cáo buộc lạm dụng tình dục, như các hồ sơ này vẫn được giữ bí mật. Các nạn nhân của lạm dụng đã cáo buộc giáo hội đặt uy tín của mình lên trước mối quan tâm đối với trẻ em bị lạm dụng. Trung thực và dũng cảm.
Sau ba cuộc họp với các giám mục trong 2 ngày, Vatican đưa ra một tuyên bố nói rằng tất cả những người có mặt đều nhận ra rằng cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này đã dẫn đến sự suy giảm lòng tin vào sự lãnh đạo của giáo hội. Giáo hoàng đã quy lỗi cho sự thất bại của các nhà chức trách giáo hội Israel trong nhiều năm để hành động hiệu quả đối với các trường hợp lạm dụng tình dục đối với thanh thiếu niên, tuyên bố cho biết. Về phần mình, Đức Thánh Cha nhận xét rằng lạm dụng tình dục trẻ em và thanh thiếu niên không chỉ là một tội ác tày trời mà còn là một tội trọng xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn thương phẩm giá của con người được tạo ra hình ảnh của Ngài. Trong khi nhận ra rằng tình hình đau đớn hiện tại sẽ không thể được giải quyết nhanh chóng, ông đã thách thức các giám mục giải quyết các vấn đề của quá khứ với quyết tâm đồng thời đối mặt với cuộc khủng hoảng hiện tại với lòng trung thực và can đảm. Vatican cũng nói rằng các giám mục Israel hứa sẽ hợp tác với cơ quan dân sự để đảm bảo rằng các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục của giáo hội đại diện cho sự tiện tốt nhất trong lĩnh vực này cần hành động. Cha Federico Lombardi thay mặt Đức Giáo Hoàng phát biểu: các nạn nhân bị lạm dụng bởi các linh mục Israel đã viết một bức thư cho Giáo Hoàng kêu gọi từ chức các giám mục, những người tham gia vào văn hóa chê đệ này. Cuộc sống của hàng nghìn người Israel đã bị tàn phá bởi các linh mục lạm dụng tình dục. Bức thư viết: bốn giám mục đã đề nghị từ chức mặc dù chỉ một giám mục được chính thức chấp nhận. Một phát ngôn viên cho biết vấn đề từ chức không được thảo luận trong các cuộc họp của giáo hoàng với các giám mục. Nạn nhân của các linh mục ấu dâm cho biết lời nói của giáo hoàng phải được tuân theo bằng hành động. Chúng tôi có quyền mong đợi rằng giáo hoàng sẽ khiến những người phạm tội hoặc che đậy tội ác, bao gồm cả các giám mục, phải chịu trách nhiệm. John Kelly, người sáng lập Ireland sống sót của lạm dụng tình dục trẻ em cho biết, ông nói với hãng tin AFP: những lời nói ra vào lúc này có vẻ tích cực. Liệu họ có hành động theo họ và liệu họ có đi đủ xa hay không hay là một vấn đề khác, chúng ta cần phải xem lời nói đã biến thành hành động. Và David Wiley, phóng viên của BBC Vatican, phát biểu như sau: các thủ tục tố tụng được tiến hành hoàn toàn bí mật, nhưng chúng ta biết từ thông báo chung chính thức của Vatican được ban hành và cuối cuộc họp khủng hoảng bất thường này rằng Đức Giáo Hoàng đã lên án mạnh mẽ vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em. Các giám mục đã hứa với Giáo Hoàng rằng họ cam kết hợp tác với chính quyền dân sự về vụ bê bối ấu dâm. Giáo Hoàng Benedict chỉ trích các giám mục vì đã không hành động hiệu quả trong các trường hợp lạm dụng tình dục thanh thiếu niên. Ông muốn thay đổi cơ cấu trong tổ chức của giáo hội của mình ở Israel, nơi có tỷ lệ giám mục cao nhất thường so với dân số của nó. Vatican lựa chọn vụ bê bối của Israel. Thì ở này là có mới Israel thôi, còn nhiều nước vân vân và vân vân, trong đó có Việt Nam chưa phanh phui. Thì qua cái bài này thì được dịch trên Google dịch thì nó không chuẩn lắm, văn vẽ nó cũng không hay lắm. Cho nên mình muốn nói rằng là những hơn 100 giáo hoàng ở tại nước này thì lập hồ sơ để báo cáo lên trên Vatican, thì cái hồ sơ đó được giấu nhẹm, nhưng này đây nó dịch là vẫn được giữ bí mật. Thì đó, theo tiếng Việt thì mình hiểu thì giấu nhẹm, không có trình báo lên. Và sau đó một người dân bị tố cáo nhiều quá thì giáo hoàng mới
giáo hoàng là Benedict nè, thứ 16 nè, thì mới cho cái cuộc họp này. Rồi có một cái thanh thiếu niên, một cái thanh thiếu niên nói rằng là không xử các cái giám mục mà lạm dụng thì cần hành động đi, đừng có nói nữa, nói mà cái lời nói thì nó gió bay. Chứ như thanh niên này không có tin, đây thanh niên này đây, họ không có tin đâu, không có tin những gì mà giáo hoàng nói đâu. Cho nên rằng là đây thanh niên nè, họ không có tin giáo hoàng nói mà không có, kiểu như không có hành động, cho nên buộc phải có những cái hành động cụ thể để thiết lập lại cái tổ chức nhà nước trong cái bộ máy của Công giáo. À, cần hành động nè, action nè. Đó thì mình sẽ từ từ mình đi nghiên cứu tìm hiểu sau về những cái trang chính thống của BBC News. Nó như thế này đây các bạn. Ví dụ như các bạn muốn xem một cái trang giáo hoàng này thì các bạn bấm vào, mở một đường link mới đi. Đây. Không có sử dụng bức tường lửa này thì các bạn sẽ không vào những trang này được nha. Đấy. Thì đó, thì bắt đầu cái chúng ta thấy được những cái hình ảnh như thế này. Ví dụ như là mình không rành tiếng Anh đi, thì mình thấy những tên này, mình cóp. Cóp thì mình thả thôi. Cóp đây thì mình bỏ vô trong cái Google dịch đó, để sẽ dịch ra tiếng Việt thôi. Không có gì là giáo hoàng kêu gọi hành động chống lạm dụng tình dục đó, ví dụ như là pop cầu của nó như thế. Rồi tiếp theo mình cấp tiếp và mình sẽ dịch tiếp thử coi thử bài này có vấn đề gì không hay không. Giáo hoàng Benedict cho biết thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn sự tiếp tục xảy ra lạm dụng tình dục trẻ em bởi các giáo sĩ. Để làm điều này, nhà thờ phải tìm hiểu những gì đã xảy ra trong quá khứ, ông nói. Đức Giáo hoàng đã đưa ra tình bình luận trước một nhóm các giám mục đến thăm từ Israel, nơi những vụ bê bối lạm dụng tình dục nhiều thập kỷ trước đã làm tổn hại danh tiếng của nhà thờ. Đức Benedict nói rằng lòng tin vào hàng giáo sĩ đã bị tổn hại và việc xây dựng lại lòng tin là một nhiệm vụ cấp bách. Vào tháng 3, một tờ báo từ Tổng giáo phận Dublin cho biết hơn 100 linh mục Công giáo ở Dublin đã bị nghi ngờ lạm dụng tình dục trong 66 năm qua. Kinh khủng không? Bạn mà tìm hiểu cái này là vui lắm, nó có nhiều cái đề tài hấp dẫn lắm. Đằng đây mình chia sẻ luôn hết bài này luôn, thử sao. Nhưng đã có những vụ bê bối khác ở nhiều nơi trên thế giới. Tại Mỹ, một vụ bê bối có trụ sở tại Boston năm 2002 đã dẫn đến việc truy tố một số linh mục, trả nhiều khoản tiền lớn cho hàng chục nạn nhân và cáo buộc có sự che đậy của các giáo sĩ cấp cao mang lại sự chữa lành. Giáo hoàng Benedict cho rằng những vụ bê bối lạm dụng đã tạo ra những vết thương sâu trong giáo hội. Điều quan trọng là phải xác định sự thật của những gì đã xảy ra trong quá khứ, thực hiện bất kỳ bước nào cần thiết để ngăn nó xảy ra lần nữa. Ông nói theo bản sao bài phát biểu được Vatican công bố, trên hết, điều quan trọng là mang lại sự chữa lành cho các nạn nhân và có tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những tội ác nghiêm trọng ai này. Nhưng giáo hoàng Benedict nói rằng những vụ bê bối lạm dụng không nên làm lu mờ công việc của các linh mục
Israel. Ông nói công việc tốt đẹp là sự cống hiến quên mình của phần lớn các linh mục và tu sĩ ở Israel không nên bị che khuất bởi những vi phạm của một số anh em của họ. Có nghĩa là nè, cái người nào vi phạm thì là người vi phạm, người nào lạm dụng thì lạm dụng tình dục, còn những người nào không có lạm dụng tình dục thì cũng đừng quơ đũa cả đấm. Ý giáo hoàng muốn nói như thế các bạn. Giáo hoàng Benedict đã nói bằng một số ngôn ngữ mạnh mẽ nhất mà ông đã sử dụng cho đến nay về sự đau khổ và kinh hoàng của cá nhân mình về những gì đã xảy ra ở Israel. Stan Fraser của BBC ở Roma cho biết: nhưng một số người đã đặt câu hỏi liệu những lời bình luận của giáo hoàng có quá muộn hay không, và liệu có nên đưa ra lời xin lỗi trực tiếp với chính các nạn nhân hay không. Trong khi hoan nghênh việc này, bày tỏ sự tiếc thương của giáo hoàng, Colum Goldman, người sáng lập một nhóm nạn nhân ở Bắc Israel, cho biết Vatican cần phải có nhiều hành động hơn nữa để đưa ra một hệ thống toàn cầu về các biện pháp bảo vệ trẻ em sẽ được củng cố trong luật nhà thờ, phóng viên cho biết thêm. Đó là cái bài viết mà mình thường hay là tiếp xúc gần gũi và mình hay đọc như thế. Thì hôm nay mình làm clip này cũng là chia sẻ, và sau này mình sẽ tìm tiếp theo. Quý vị nên nhớ rằng là những cái lên ra đây nè là những cái ngày tháng đăng lên. Ví dụ như cái đăng này đăng là thứ Saturday ngày 28 October tháng 10, ngày 28 tháng 10 năm 2006 nha các bạn, vào lúc 14:56. Đó. Nó có 2 mốc giờ luôn. Giờ GMT và giờ UK. Đó, 21:15:56, ngày 14:56 chênh lệch nhau 1 tiếng của Mỹ hay nước nào đó, mình cũng không rành lắm. Đó thì chia sẻ, nếu mà quý vị các bạn có làm muốn chia sẻ nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa thì các bạn nên nên làm những bước này để nghiên cứu, nó có nhiều tư liệu hơn. Ví dụ như chúng ta muốn đánh vào quật new.com đây, new.com thì nó sẽ ra là quật new. Ta tìm hiểu những trên trang tin thế giới thì nó cũng hay hơn. Các bạn nào có văn chương mà giỏi, chúng ta có thể nắm được một thông tin nhỏ nào đó, chúng ta có thể viết lách và tìm hiểu thêm. Nó dụ như thế này, trang quật này, thế giới, vụ nổ này xảy ra nè, thì bấm vô và mình tìm hiểu thôi. Những cái trang này là nó thuộc cái nước ngoài thì nó có quay clip thì cũng chính xác lắm. Thậm chí bây giờ thì trên YouTube nó có những mình kết bạn đối với những người nước ngoài, thì người nước ngoài người ta chia sẻ rất là tận tình, chia sẻ những cái clip dụ như hiện tại đang xảy ra ở nước của họ, thì mình cũng nhân đó mà mình được biết nhanh chóng. Nhưng mà muốn tìm hiểu sâu xa hơn thì chúng ta phải đọc những tin tức như thế này. Đọc tin tức như thế này nó dài như thế này, có những cái bài viết rất là hay, nhưng mà Google dịch thì nó dịch theo cách của họ, không có văn chương gì hết các bạn. Cho nên từ đó mình, các bạn nào mà muốn làm YouTube, muốn chia sẻ những tin tức như thế này thì chúng ta chỉ cần gợi ý, xong rồi chúng ta copy đánh ra cái phần Word. Các tài liệu mới được công bố cho thấy nhiều cơ quan chính phủ ở Lebanon đã được thông báo về việc ammonic nitrate được cất giữ tại một nhà kho ở cảng Beirut, bao gồm cả Bộ Tư pháp. Đó, thì đó, thông tin này thì đó, nó rõ ràng lắm. Thông tin này bổ sung vào lượng bằng chứng ngày càng tăng, bao gồm email và tài liệu tòa án công khai rằng các quan chức đã được thông báo về lô hàng
hàng nghìn tấm tấn amoni nitrat được một nhà phân phối phân tích người Nga mô tả một quả bom nổ được liên kết cho đến vụ nổ thảm khốc hôm thứ ba ở thủ đô bên bờ biển. Đó thì nội dung nó như thế đấy, nãy mình xóa rồi. Thôi cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi đến giờ phút này, thì cũng chia sẻ như thế.